Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại ở kênh Vinh Hoàng City nha. Hiện giờ Vũ đang tiếp tục trên cái đường chỗ này là thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu quý vị. Vừa qua cái chỗ cầu đá bàn chút xíu. Đang đi cái hành trình thì máy quay nó hết pin quý vị ạ. Thay cái pin cái. Thì cái đoạn đường này chúng ta đi khoảng vài cây số nữa là chúng ta sẽ đến Hồ Trị An quý vị nhé. Nó nằm ở trong huyện Vĩnh Cửu hết thôi. Wow, đi vào cái chỗ này nó bụi quá. Đường nhựa mà nó bụi quá. Cái xã Vĩnh Tân này nó khá là rộng luôn quý vị. Rất là rộng. Dân cư ở trong này cũng rất là đông đúc luôn này. Sống tập trung gần nhau nhiều, cuộc sống rất là ổn định luôn. Lên này trung tâm ở xã. Trung tâm xã Vĩnh Tân. Cái chỗ này là nó thuộc dạng trung tâm chợ nhiều. Đấy. Bà con ở chỗ này mới đi ra đông đông chút xíu, lát nó chạy xuống khúc cái kia chả còn ai. Vắng hoe. Nhưng mà em phải công nhận là lâu rồi không đi vào ống đây, bây giờ vào ống này đường nó đẹp thật. Rất là đẹp luôn. Đi cái này không khác thì Biên Hòa. Có điều là cái đời sống nó không có nhộn nhịp như ở Biên Hòa thôi. Vẫn chưa hết cái xã Vĩnh Tân, xã rộng quá. Xe cộ trong này chạy khiếp khủng luôn. Đường vắng chạy rất là dữ. Wow, cái này người ta làm gì đây không biết nữa. Này chắc nuôi cá. Nuôi cá, nuôi tôm. Này. Ruộng cá, ruộng tôm gì đây. Tại vì ở trong này nó thuộc dạng nông thôn đó quý vị. Đất đai rộng, làm cái gì cũng được. Trồng rau, nuôi cá, đủ thứ ở đây. À, chỗ này nó vắng vắng dần đi rồi này. Đường nó chỗ này nó khá vắng rồi nè. Hôm bữa cũng có một quý vị cũng nhờ em là đi vào bên trong này quay lại cái khung cảnh của thị xã Vĩnh Tân, Vĩnh An. Nhưng mà em chưa có dịp em đi. Hôm nay do là có công việc ở bên trong này, đi vào nhà một người bạn ở trong này. Cho nên là tiện thể quay lại cung đường này quý vị coi luôn. Thì cũng rất là lâu rồi. Hôm nay mới vào lại trong này quý vị. Lạ quá. Lạ quá nên là không có dám bình luận gì nhiều quý vị. Đấy, các bạn trẻ đi phượt vào bên trong Hồ Trị An đi chơi ấy, cũng đông lắm. Tại vì đường này là chúng ta đi vào bên trong Hồ Trị An mà. Rất là đông. Tồn hoa sen. Chỗ này là thuộc khu phố 7 của xã Vĩnh Tân,
Tới đây là xã Vĩnh An rồi quý vị, khu phố 7 xã Vĩnh An quý vị nha. Đấy, chúng ta đã bước qua bên xã Vĩnh An rồi. Trong này là cái gì cũng Vĩnh hết á, Vĩnh Tân, Vĩnh An thuộc xã con của huyện Vĩnh Cửu. Cái gì cũng Vĩnh hết á. Chúng ta lại qua cây cầu này nữa nè, có nhiều con suối nhỏ trong này, rất là nhiều cây cầu. Từ ở ngoài khu vực ngã ba Tri An, ở ngoài xa lộ Hà Nội đó, mà chạy vào trong này từ nãy giờ cũng rất là xa rồi quý vị, khá là xa. Thị trấn Vĩnh An. Đây là thị trấn Vĩnh An, vậy là nó thuộc trung tâm của xã luôn rồi quý vị. Giáo xứ Thuận An đúng không? Xứ đẹp quá. Ở trong khu vực trong này dân cư theo đạo Công giáo cũng rất là đông quý vị. Phước An tự và chùa. Quý vị nhìn này, có nhiều người ta đi phượt xe đạp luôn á, thấy không? Người ta phượt từ bên phía Tân Triều ấy, Vĩnh Cửu, nhưng mà bên hướng đi từ bên hướng đường Bửu Long đi qua. Đấy, người ta đi một vòng như vậy quý vị. Tại vì huyện Vĩnh Cửu nó rất là rộng. Đấy, mà người ta có thể đi đường vòng như vậy. Đây, đi tới đây là cái đường nó có cái con lươn rồi nè, có cái giải phân cách ở giữa rồi. Cái chỗ này mà buổi tối mà vào chắc đẹp đấy, làm như cái công viên vậy. Đây quý vị, đó, khá là đẹp ha. Con đường mà nó làm này là nhìn con đường nó có giá trị liền, sáng sủa liền, rất là ok. Đó, dân cư trong này bắt đầu có vẻ như là tuyệt vời. Giàu có, trong này phát triển rất là tốt này. Cái khu này là cái khu trung tâm cho nên là nhìn có vẻ rất là hoành tráng. Khu phố 6. Khu phố 6 thị trấn Vĩnh An quý vị nha. Khu trung tâm lúc nào nhìn cũng mát mắt hết á, rất là mướt. Quý vị thấy không, cái giải phân cách ở giữa người ta làm cột đèn rồi cây xanh đồ này kia, nhìn hoành tráng ha, rất là đẹp luôn á. Bến xe Tri An này, chỗ này đẹp quá. Chỗ này giống như là khu vực ngay chỗ Hàng Xanh của Sài Gòn. Chợ quý vị ạ, nó có chợ ở đây. Rất là nhộn nhịp. Khu vực chỗ này nó là khu vực trung tâm, cho nên là nó phải làm như thế này, nó mắt mắt lên. Đó, chỗ này có cái vòng xoay đấy, rất là đẹp ha. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, ngay khu vực Hành Chánh quý vị nha, khu vực Hành Chánh của huyện Vĩnh Cửu nằm đây.
Khu vực hành chánh mà, cho nên là rất là đẹp. Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu. Các vị thấy không? Chỗ này làm nhìn rất là mướt vô cùng. Đường xá rất là trơn tru quý vị nha. Đường xá rất là trơn tru trong này, không có ổ gà ổ voi hết á. Chạy rất là đã. Đấy, trong này là các cái đường nhỏ đi vào bên trong này. Tên đường đàng hoàng, ngon lành liền, chứ không phải là những cái đường đường nhỏ đâu. Trường Mầm Non Phong Lan. Wow, cái đường này chạy nó sướng ghê luôn đó quý vị ơi. Đường này chạy sướng ghê luôn á. Không có ai hết, chạy có mình nè. Đường rộng đẹp nữa. Nó làm gần gần giống như là khu đô thị vậy đấy. Cái chỗ này là khu thể thao công viên huyện Vĩnh Cửu quý vị nha. Công viên của huyện Vĩnh Cửu. Wow. Các cái cột đèn này nó trang trí kiểu này nhìn đẹp thiệt đó chứ. Rồi tới đây là hết rồi các vị. Đẹp mà, tới đây hết rồi. Tới đây hết đẹp rồi. Tới đây là Dê Nam Ri là hết rồi. Bắt đầu đi qua một cái con đường gọi là đường tối tăm. Wow, nó vắng quá. Cái này trạm biến áp Vĩnh An. Vẫn ở bên trong thị trấn Vĩnh An. Wow, bên trong này là trạm biến áp quý vị. Thủy điện trong này. Ai đập tràn. Rồi, tới đây thì không biết đi đâu. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ rẽ qua này các bạn.